Hello mọi người, đây là những bộ rèm von hai lớp các bạn thấy đây. Nó mang một cái vẻ đẹp rất là quyến rũ đúng không? Và nó đã tạo ra một cái điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn. Bây giờ làm rèm không chỉ là bộ rèm này, nó sẽ tạo cho ngôi nhà của bạn một điểm nhấn và đương nhiên nó tạo cho bạn có một cái cảm giác rất là dễ chịu và nó có điều gì đó khá là quyến rũ. Không chỉ thế mà rèm hai lớp nó còn có công năng sử dụng rất là tốt. Nó không chỉ cản nắng, cản bụi đâu mà nó tạo ra một điểm nhấn và làm cho ngôi nhà của bạn sang trọng hơn, quyến rũ hơn. Và đây chính là cái nhìn rất là đẹp cho những ai mà yêu cái đẹp, yêu sự nhẹ nhàng và yêu sự tinh tế của những bộ rèm. Một không gian đẹp thì cần những bộ rèm đẹp để trang trí đúng không các bạn? Thời buổi bây giờ làm rèm không chỉ là để che nắng cản sáng nữa mà nó còn mang lại cho các bạn vẻ đẹp, sự quyến rũ với những cái bộ rèm in 3D bây giờ. Thì đó là những cái phong cách mà mình nghĩ là các bạn nên hướng tới và đặc biệt là dành cho những cửa sổ và cửa thông tầng. Đặc biệt là những cửa ở ban công với kích thước lớn thì các bạn làm những cái bộ rèm von này lên thì nó sẽ đẹp hơn, sang hơn và các bạn có thể lấy được những cái ánh nắng lọt qua bộ rèm von và nó mang rất là quyến rũ như cái bộ rèm 3D này quá là đẹp luôn đúng không?